Cảm ơn quý vị vẫn đang dự ban tầng của Việt Mỹ Television và ngay sau đây Phương Ninh xin mời quý vị đến với sứ ngôn viên Thiên Huy với những bản tin Việt Nam đầu tiên. Bản tin đầu tiên cho biết Việt Nam bắt bà Trần Thị Nga, nhà hoạt động dân chủ. Bà Trần Thị Nga, một người có tiếng nói trái chiều với chính quyền bị bắt tại tỉnh Hà Nam hôm 10, 21 tháng Giêng về tội tuyên truyền chống nhà nước. Theo truyền thông Việt Nam, người phụ nữ này Người phụ nữ hai con này bị bắt theo điều 88 bộ luật hình sự. Bà Nga bị cáo buộc đưa ra một số video clip bài viết tuyên truyền chống nhà nước lên Internet. Một đoạn video về vụ bắt giữ lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bà Nga bị hai người phụ nữ mặc thường phục, giữ tay trong khi nghe nhân viên công an tỉnh Hà Nam mặc đồng phục đọc lệnh bắt. Vụ bắt giữ đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều nhà hoạt động xã hội trong nước và thậm chí một số còn đề nghị được đi tù thay cho bà Nga trên trang Facebook được cho là của bà Nga, có thể thấy các hình ảnh của bà từng xuống đường tuần hành vì môi trường sau thảm họa do công ty Đài Loan Phật Mosa gây ra ở miền Trung, cũng như phản đối các hành động của Trung Cộng ở Biển Đông. Người phụ nữ 40 tuổi này từng cầm các tấm biển mử như đã đảo Trung Cộng xâm lược hay cá cần nước sạch, dân cần minh bạch. Bà cũng lên tiếng kêu gọi trả tự do cho blogger mẹ nắm sau khi bà hoạt động này bị bắt giữ nhiều tháng trước. Thưa quý vị, một thông tin rất là mới tại Việt Nam, người Việt Nam được cho phép vào sông bạc trong nước bắt đầu từ tháng 3 tới đây. Người Việt Nam trên 21 tuổi có thu nhập từ 10 triệu đồng một tháng trở lên được phép vào chơi ở các sông bạc trong nước. Đó là nội dung của Nghị định số 3 năm 2017 và được Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành. Tuy nhiên, đây chỉ mới là một dự án thí điểm trong 3 năm sau 3 năm, chính phủ Việt Nam sẽ rút kinh nghiệm và sẽ quyết định có tiếp tục cho người Việt vào chơi tại các sòng bạc trong nước hay không. Hiện nay, khắp lãnh thổ Việt Nam có hơn 10 sòng bạc, nhưng chỉ có phép cho phép người mang hộ chiếu nước ngoài vào chơi mà thôi. Trong khi đó, nhiều người Việt Nam giàu có lại thường đi sang các nước láng giềng như Campuchia, Singapore, Malaysia để đánh bạc. Điều này làm cho các quan chức cho rằng Việt Nam đã mất đi một lượng lớn ngoại tệ. Vào năm 2014, số tiền thuế thu được từ năm sòng bạc vào thời điểm trị giá đến 12 triệu đô la Mỹ và cũng vào năm 2014, một số đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã đề nghị cho phép công dân Việt Nam được vào chơi các sòng bạc trong nước. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin hàng ngày của Việt Mỹ Television. Xin hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình ngày mai. Xin cảm ơn.